Chào mọi người để trở lại channel của mình Cuộc sống đây là mình đi coi phim ở trong movie theater. Bên này ở ngoài khoảng negative 12 degrees, something like that. Can I get one for the Star Wars at 1:15 show? It's at 1:10, is that okay? That's perfect. Okay. Yeah, that's perfect. So I'll have you choose your seat, any of the green. What's a senior level? Just that ticket for you? Yeah, that'll be all. Total is going to be Ở Mỹ mà muốn coi phim mà tiết kiệm tiền thì phải coi trước khi 5 giờ chiều, tại ghế nó còn có 9-7 đô thôi. Nhưng mà coi ít tối thì khoảng ở đây thì khoảng gần 18-20 đô một người. Tôi tính tiền nước ngọt hay là tiền cấp hay là tất cả đồ ăn. Bây giờ còn sớm chưa vô? Cho mình cái like, share, subscribe and comment below. Cảm ơn nhiều. 8 đồng 75 xem. Hiện tại kiếm sao? Nếu mà mình coi giấc tối thì 20 đồng. Coi giấc ban ngày thì nó rẻ hơn.